Xin chào các bạn, chào mừng đã trở lại với kênh YouTube của mình. Đầu tiên và quan trọng nhất thì mình xin gửi đến toàn thể các khán giả của kênh Review Sương Sương này một lời chúc mừng năm mới và hy vọng rằng chúng ta sẽ có một năm Tân Sửu thật may mắn và vạn sự như ý. Tuy rằng cả trước, trong và sau Tết thì chúng ta đều phải đương đầu với dịch Covid tái bùng phát, nhất là ở các tỉnh miền Bắc. Nhưng mà hy vọng là đợt bùng dịch này nó sẽ không kéo dài lâu và chúng ta sẽ không phải lockdown tù túng như là năm ngoái nữa. Đợt nghỉ Tết vừa rồi mình cứ nghĩ là mình sẽ xem được rất nhiều phim và làm được rất nhiều video bởi vì mình nghỉ ở nhà. Nhưng mà thực sự thì mình xem được khá nhiều phim thật, nhưng mà mình chả làm được video nào cả. Bởi vì cứ sau khi xem phim xong là mình lại chán và mình lại đi ngủ, chứ mình không ngồi quay như là bây giờ được nữa. Nhưng xem ngần ấy phim mà không review được gì thì cũng rất là dở. Thế cho nên là trong video Sông Đất ngày hôm nay mình sẽ không review trọng tâm một phim nào cả, mà mình sẽ nhận xét nhanh tất cả những sản phẩm phim ảnh đáng chú ý mà mình đã xoay sở xem được trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua. Trong số đó đáng chú ý nhất thì gồm một cái trailer là trailer của phim Justice League phiên bản Snyder Cut và hai tập mới nhất của series Hot WandaVision. Bên cạnh đó mình cũng sẽ nói về một số series cũng như phim lẻ trên Netflix mà mình đã xem trong một tuần nghỉ Tết. Nếu mà các bạn muốn nghe mình bình luận và nêu ý kiến về những tác phẩm đáng chú ý này thì hãy tiếp tục theo dõi. Ok, đầu tiên thì mình sẽ phân tích nhanh trailer cuối cùng của bộ phim siêu anh hùng đáng chú ý nhất trong năm 2021, đó là phim Zack Snyder Justice League. Đây là phiên bản gốc dài tới 4 tiếng của bộ phim Liên minh Công lý từng công chiếu năm 2017 của hãng DC. Tới ngày 18 tháng 3 sắp tới thì bộ phim này sẽ ra mắt trên nền tảng trực tuyến HBO Max, tức là đối trọng của kênh Netflix. Trailer mới này được ra mắt cách đây vài ngày và dài gần 2 phút rưỡi. Mình xin nói luôn là mình chưa đọc một bài phân tích của bất cứ bên nào về cái trailer này cả, bởi vì ngay sau khi mình xem cái trailer này xong thì mình muốn lập tức quay một video và nêu lên ý kiến của cá nhân mình luôn, chứ mình không muốn bị tác động bởi bất cứ một bên nào cả. Thế cho nên trong video này nếu mà mình nói sai gì đó hoặc là mình nói trùng ý với bài của bên nào thì các bạn hãy thông cảm và comment bên dưới để nhắc mình. Mình cũng không phải một mọt phim lớn của DC nên là mình cũng chỉ biết đến thế thôi. Ok, giống như trailer trước thì hầu hết những cái hình ảnh trong trailer này đều là hình ảnh mới. Tuy nhiên một nửa trong số những cái hình ảnh đó thì nó thuộc về những cái tình tiết không mới lắm. Cụ thể thì theo quan sát của mình, hầu hết những cái clip trong trailer này đều thuộc những cái cảnh mà chúng ta đã biết nếu mà chúng ta từng xem phim Justice League phiên bản năm 2017. Chẳng hạn như là trong trailer có cảnh Steppenwolf, tức là tên phản diện chính của Justice League, tới hai nơi. Thứ nhất là đảo Themyscira của tộc nữ chiến binh Amazon, là quê hương của Wonder Woman. Thứ hai là hắn xuống vương quốc dưới nước Atlantis, quê hương của Aquaman. Cả hai nơi này đều cất hai chiếc hộp mẹ, tức là Mother Box, và hắn tới để lấy lại hai cái hộp này. Hai cảnh này trong phiên bản năm 2017 của Joss Whedon đều có và rất ấn tượng là đằng khác. Tuy nhiên, những cái cảnh đấy trong bản mới của Zack Snyder chúng sẽ dài hơn và có vẻ còn gay cấn khốc liệt hơn nữa. Bằng chứng là ở chỗ tộc Amazon thì cả cái lô cốt cất giữ chiếc hộp mẹ nó sẽ bị sụp xuống biển. Còn ở bản năm 2017 thì tên này chỉ đập vỡ cái cửa đá bịt kín cái lô cốt lại thôi, chứ hắn không phá cả cái lô cốt này. Ngoài ra còn một số cảnh phụ khác, ví dụ như là The Flash cứu cô bạn gái Iris West khi mà cô này gặp tai nạn ô tô, hoặc là cảnh Wonder Woman tìm hiểu truyền thuyết về đám người ngoài hành tinh New Gods. Nói chung những cái cảnh này mình chỉ đánh giá là cảnh phụ, cảnh thêm vào thôi. Nhưng mà quả thực cái trailer này cũng bao gồm một số chi tiết mới đáng lưu ý mà bây giờ mình sẽ bắt đầu phân tích. Chi tiết đầu tiên mà mình để ý đó là tạo hình mới của tên phản diện Steppenwolf. Như chúng ta đều biết thì trong phim Justice League phiên bản năm 2017 của Joss Whedon thì tên phản diện Steppenwolf chỉ có đúng một tạo hình xuyên suốt từ đầu đến cuối phim thôi, đó là mặc áo giáp cố định bằng kim loại và cặp sừng của hắn cũng là cái cặp sừng gắn trên mũ trụ, chứ đầu hắn có thực sự mọc sừng hay không thì chúng ta chưa biết. Tuy nhiên ở trailer mới của bản Zack Snyder thì mình để ý có một đoạn Steppenwolf dường như đang tháo giáp ở đầu và vai ra để lộ ra một cái lớp da thật màu trắng xám. Ngoài ra thì ở bản mới có vẻ tấm áo giáp của hắn cũng không nằm yên nhạt nhẽo như là bản 2017 mà nó biến đổi liên tục, nó liên tục tạo ra những cái gợn sóng ở trên người Steppenwolf. Cái tạo hình mới này có vẻ chính là tạo hình gốc mà Zack Snyder ngay từ đầu đã chấm cho nhân vật Steppenwolf, bởi vì mình nhớ là cái tạo hình này khá giống một cái bức concept art, tức là cái bức phác thảo tạo hình mà mình từng thấy hãng DC xuất bản sau khi Justice League ra mắt. Điều này chứng tỏ ngay từ đầu Zack Snyder đã rất có đầu tư cho nhân vật Steppenwolf. Tuy nhiên khi ông rời dự án và Joss Whedon vào thay
thì gã phản diện này đã phải nhận một tạo hình kém cỏi như là chúng ta thấy ở trong bản Justice League 3 năm trước. Một chi tiết khác rất nhỏ thôi nhưng mà mình vẫn để ý trong trailer này đó là sự xuất hiện của vua Atlan, là vị chúa tể thời xưa của tộc người thủy cung Atlantis. Các bạn fan DC thì hẳn vẫn còn nhớ nhân vật vua Atlan này từ bộ phim Aquaman ra mắt năm 2018. Ông ấy là vị vua đầu tiên của vương quốc Atlantis và là chủ nhân đầu tiên của chiếc đinh ba điều khiển đại dương mà sau này thuộc về Aquaman. Trong phim Justice League năm 2017 thì ông vua này cũng xuất hiện thoáng qua trong cảnh hồi tưởng cuộc chiến chống lại Steppenwolf của cái liên minh Amazon, Atlantis và người trần thế. Tuy nhiên những cái cảnh của ông ấy khá mờ nhạt và không thấy ông ấy sử dụng siêu năng lực lần nào, mặc dù chúng ta đều biết lúc đấy ông ấy cầm cái đinh ba rất là mạnh. Nhưng với bản Justice League mới của Zack Snyder thì rất có thể chúng ta sẽ được thấy nhiều cảnh của ông vua Atlan này hơn. Bằng chứng là trong trailer có lướt qua hình ảnh ông Atlan này đang chống cái đinh ba xuống đất và tạo ra cuồng năng lượng để đẩy bật kẻ thù đi. Nói chung đây vẫn là một chi tiết nhỏ thôi và nhiều khả năng nó vẫn thuộc cái cảnh hồi tưởng mà chúng ta đều biết. Tuy nhiên dù sao đây vẫn là một nhân vật huyền thoại của vũ trụ DCU và từng xuất hiện trong tận hai bộ phim đó là Justice League và Aquaman, thế cho nên là mình khá mong được tiếp tục xem ông ấy thể hiện khả năng của mình, có thể một vài bạn fan DC khác cũng thế. Ok, giờ mới đến tiết mục chính, đó là một cảnh mới toanh chưa hề thấy trong bản Justice League trước năm 2017 nhưng lại xuất hiện trong cái trailer lần này, đó là cảnh trên hành tinh Apocalypse. Đây là một hành tinh cằn cỗi, tràn đầy dung nham núi lửa trông như địa ngục và nó là quê hương của tộc người New Gods, là một trong những giống loài mạnh nhất vũ trụ DC. Không kể đến loài người Krypton, tức là giống nòi của Superman. Chúa tể của New God tên là Darkseid cũng đã xuất hiện trong trailer lần này. Hắn sở hữu cặp mắt phóng ra tia Omega, là một vũ khí vô cùng lợi hại trong vũ trụ DC. Ngoài ra ở hai bên trái phải của hắn còn xuất hiện hai nhân vật cũng rất quen thuộc nếu mà các bạn từng đọc truyện tranh DC hay là xem phim hoạt hình DC, đó là Deadshot và Granny Goodness. Deadshot thì là tay sai của Darkseid và chủ yếu đóng vai trò phát ngôn viên của chủ nhân. Còn Granny Goodness là kẻ huấn luyện nhóm nữ chiến binh tinh nhuệ của Darkseid có tên là Female Furies. Tại sao mình lại phân tích kỹ ba cái nhân vật này như vậy? Thì thứ nhất là Darkseid rất có khả năng sẽ trở thành phản diện lớn của vũ trụ DCU. Giống như là Thanos đã làm phản diện trong 3 giai đoạn của vũ trụ Marvel. Fun fact là cha đẻ của Thanos thực ra đã tạo hình nhân vật này dựa theo Darkseid của bên DC luôn. Thế cho nên rất có thể là nhân vật Darkseid cùng với hai tên đầy tớ sẽ xuất hiện trong những phim DC trong tương lai. Thứ hai và quan trọng hơn là trong số các dự án sắp tới của hãng DC thì có một bộ phim nói riêng về giống loài New Gods này do nữ đạo diễn Ava DuVernay chỉ đạo. Cái cô này chính là cô mà làm đạo diễn phim A Wrinkle in Time của hãng Disney mà ra mắt năm ngoái năm kia để phải. Thế cho nên chúng ta tốt hơn hết nên làm quen với những nhân vật Darkseid, Deadshot, Granny Goodness này đi là vừa. Cuối cùng thì mình muốn nói đến cái cảnh đáng chú ý nhất và gây nhiều tiếng vang nhất của trailer này. Đó là cảnh Batman gặp Joker. Mình sẽ không nói về cái câu "We live in a society" của Joker bởi vì nói thật là mình cảm thấy cái câu này nó chả có gì đặc biệt cả. Chả hiểu sao mọi người tung hô cái câu này nhiều thế. Cái mà mình lưu ý nhất trong cảnh này có lẽ là việc nó là một giấc mơ của Batman. Bởi vì các bạn tua lại đoạn đầu trailer này, Batman có nói là tôi có một giấc mơ giống như là một điềm báo. I had a dream. Almost like a premonition. Và trong suốt trailer chúng ta có thể thấy rải rác những cái hình ảnh của giấc mơ này. Vậy nội dung của cái giấc mơ này là gì? Nếu các bạn còn nhớ thì ở trong phần trước của Justice League tên là Batman vs Superman Dawn of Justice ra mắt năm 2016 thì Batman hay Bruce Wayne cũng từng nằm mơ. Trong giấc mơ này thì Superman vì một lý do nào đó nên mất người yêu là Lois Lane, vì thế nên anh hắc hóa và tiếp tay cho Darkseid chiếm trái đất. She was my world. Chính cái giấc mơ này đã làm cho Bruce Wayne càng giáp tâm tiêu diệt Superman ở trong phần trước. Sang đến phần Justice League hiện tại thì Bruce Wayne lại nằm mơ tiếp và cảnh vật trong giấc mơ vẫn không khác gì giấc mơ trước, tức là trái đất vẫn điều tàn và có vẻ vẫn bị Darkseid chiếm đóng. Nhưng mà chúng ta biết chắc chắn rằng giấc mơ trong Justice League sẽ khác giấc mơ trong Dawn of Justice, bởi vì tới Justice League thì Superman đã chết. Khi mà Superman đã chết thì sẽ không thể có chuyện hắc hóa được như giấc mơ trước nữa. Tuy nhiên trái đất kiểu gì cũng vẫn bị chiếm. Thế cho nên mình đoán là trong giấc mơ thứ hai này, tức là cái giấc mơ trong Justice League, thì Batman sẽ nhận ra rằng mối đe dọa tới trái đất, tức là đám Darkseid và New Gods kiểu gì chúng cũng sẽ tới, dù Superman sống hay là chết. Superman mà chết thì càng không có ai giúp bảo vệ trái đất chống lại chúng. Thế cho nên mình cảm thấy cái giấc mơ mới này, cái giấc mơ ở trong phim Justice League phiên bản Snyder ấy,
Cái giấc mơ này sẽ là mấu chốt khiến Batman muốn hồi sinh Superman. Các bạn hiểu không nhỉ? Tức là giấc mơ ở phim trước sẽ khiến Batman muốn trừ khử Superman bởi vì Batman sợ Superman sẽ hắc hóa. Còn giấc mơ ở phim này, cái giấc mơ ở trong phim Justice League sắp ra mắt thì sẽ lại làm Batman muốn cứu Superman, muốn hồi sinh Superman bởi vì anh nhận ra thiếu Superman thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn. Mình đoán là qua cả hai giấc mơ thì Batman sẽ hiểu ra rằng kiểu gì trái đất cũng cần một người như Superman đứng ra bảo vệ, và nhiệm vụ của những người hùng khác, tiêu biểu là Batman, không phải là sợ hãi đến mức tìm cách trừ khử Superman, cũng không phải là bỏ mặc Superman một mình đến mức anh có thể bị mất người yêu và hắc hóa như là trong giấc mơ, mà điều họ nên làm là sát cánh và hỗ trợ để Superman lúc nào cũng hướng thiện, lúc nào cũng có thể yên tâm bảo vệ thế giới. Nói cách khác, họ phải có hy vọng vào Superman. Đấy, các bạn thấy không? Hy vọng. What's the S stand for? It's not an S. On my world, it means hope. Hy vọng chính là một chủ đề xuyên suốt, một cái phim rất là gắn kết với Superman ngay từ phim đầu tiên là phim Man of Steel. Và nếu như cái dự đoán vừa rồi của mình là đúng thì cái chủ đề hy vọng đó sẽ lại được tiếp tục ở trong phim Justice League, cụ thể là trong cái phiên bản Snyder Cut này. Chỉ khác là trong bộ phim này thì người hy vọng không phải Superman mà lại là Batman. Đấy, tức là chỉ qua một cái cảnh giấc mơ thôi mà ông Zack Snyder đã truyền tải cái chủ đề này rất là hay. Mỗi tội là nó bị cắt đến mức 3 năm sau, đến năm nay chúng ta mới được xem. Nhân nói về giấc mơ thì nếu các bạn tua lại cảnh Batman nằm mơ ở phần trước, tức là Dawn of Justice, thì ngay khi anh tỉnh dậy, Batman đã gặp thoáng qua The Flash đến từ tương lai cảnh báo anh rằng Lois Lane is the key, tức là Lois Lane là mấu chốt, là chìa khóa. Ở trong Justice League bản gốc, tức là của Zack Snyder, thì nhiều nguồn tin từng tiết lộ rằng sẽ có cảnh The Flash chạy xuyên thời gian. Mình chưa rõ là đi về quá khứ không hay là sẽ có đi tới cả tương lai nữa. Nhưng mà có lẽ đó chính là cái lần chạy khiến anh trở về quá khứ, khiến The Flash xuất hiện ở phần Dawn of Justice và gặp Bruce Wayne. Mình từng đọc một cái giả thuyết, không, có phải là giả thuyết không nhỉ, hay là hình như chính là người trong đoàn làm phim Justice League tiết lộ, thì Justice League phiên bản gốc của Zack Snyder, trong phim đấy thì tên Steppenwolf tới trái đất không chỉ để kích hoạt cái sự hợp nhất, cái sự the unity qua ba cái Mother Box để tàn phá trái đất như là trong cái bản chiếu rạp ngày xưa, mà hắn còn có một ý định khác, đó là hồi sinh Superman và biến Superman thành tay sai của mình. Và cái cách mà Steppenwolf hắc hóa Superman sau khi hồi sinh cho anh chính là giết người yêu Lois Lane, tức là đúng như trong giấc mơ của Batman. Nhóm Batman biết trước cái kế hoạch này của Steppenwolf, thế cho nên đã ra tay trước hắn một bước và tự mình hồi sinh Superman như là chúng ta đã biết. Đây là lý do vì sao trong trailer mới này, ông quản gia Alfred của Bruce Wayne đã nói một câu là: "Làm sao cậu biết nhóm của mình đủ sức? Nếu cậu không thể hạ gục bó tót thì đừng vẫy tấm vải đỏ trước mặt nó." How do you know your team's strong enough? If you can't bring down the charging bull, then don't wave the red cape at it. Vải đỏ chính là cái áo choàng của Superman, tức là ẩn ý câu nói này ám chỉ nếu nhóm của Batman không thể đối phó được với Steppenwolf thì đừng mạo hiểm thêm bằng cách hồi sinh Superman, và có thể sẽ phải đối mặt với cả Superman hắc hóa nữa. Đấy, tức là trong trường hợp mà những cái giả thuyết mình vừa nói là đúng, đúng nội dung của bộ phim, thì phim Justice League phiên bản gốc của Zack Snyder nó sẽ deep hơn cái phiên bản chiếu rạp vớ vẩn năm 2017 rất là nhiều, và chúng ta sẽ được chiêu đãi một bữa ra trò khi mà bộ phim này ra mắt vào ngày 18 tháng 3. Ok, mình chỉ có từng đấy ý kiến về trailer của phim Justice League phiên bản Zack Snyder thôi. Bây giờ mình sẽ nói qua một chút về hai tập mới, tức là tập 5 và tập 6 của series hot WandaVision của hãng Marvel. Đấy, đã nói từ DC, bây giờ phải nói về Marvel. Cái series này mình đã làm cả cái video trước của mình thì đều nói về cái series này, cụ thể là mình phân tích 4 tập đầu của series này. Bây giờ xem được thêm 2 tập mới rồi thì mình phải nói thật là cái series này càng lúc càng hay. Và bạn nào mà chưa có thời gian xem ý thì nên dành thời gian xem nếu mà các bạn thích thể loại siêu anh hùng. Ở tập 5 và tập 6 thì nội dung của WandaVision đã không còn hài hước như trước nữa mà càng ngày càng kịch tính và hồi hộp. Cụ thể là người máy Vision đã phát hiện ra cái thị trấn mà mình đang sống thực ra không bình thường và người dân thì đang bị thao túng.
Ở bên ngoài kết giới thì tổ chức SWORD vẫn liên tục tìm cách đột nhập vào bên trong thị trấn ảo mộng của Wanda, nhưng mà mọi nỗ lực của họ thì đều bị cô phù thủy đỏ này chặn đứng. Chỉ huy tổ chức này là Tyler Hayward bắt đầu tính đến chuyện dùng biện pháp mạnh để đối phó với Wanda. Trong khi đó, nhóm 3 người thân siêu anh hùng là Monica Rambeau, Darcy Lewis và Jimmy Woo thì tìm cách kháng lệnh Hayward và cố gắng giúp đỡ Wanda thay vì tấn công cô ấy. Trong hai tập vừa rồi của WandaVision thì có sự xuất hiện của một nhân vật cực kỳ bất ngờ, mà nếu các bạn muốn bảo toàn sự bất ngờ đấy thì như thường lệ hãy dừng video tại đây và đi xem đi, sau đó quay lại và xem mình sau. Ok, xong chưa? Mình spoil nhá. Đó là nhân vật Quicksilver, anh trai của Scarlet Witch, tuy nhiên không phải phiên bản Quicksilver của MCU mà chúng ta từng thấy ở trong phim Avengers Age of Ultron, mà là phiên bản Quicksilver chạy siêu nhanh ở trong phim X-Men. Cái sự trao đổi này rất là thú vị, bởi vì như chúng ta hầu hết đều biết, các nhân vật X-Men dù xuất thân từ truyện tranh Marvel, nhưng mà bản quyền làm phim về họ lại được bán cho hãng Fox. Những cái bộ phim X-Men mà chúng ta xem suốt 20 năm qua thì đều là do hãng Fox làm hết, và nó tách biệt hoàn toàn với phim MCU của hãng Marvel Studios. Thế cho nên mới có chuyện cùng một nhân vật Quicksilver chạy siêu tốc mà có tận hai phiên bản. Một phiên bản của Marvel thì xuất hiện trong Avengers Age of Ultron và chết sau khi bị đạn bắn trúng. Một phiên bản khác của Fox thì xuất hiện trong X-Men Days of Future Past, X-Men Apocalypse và X-Men Dark Phoenix. Sau tới năm 2019 vừa rồi thì hãng Disney, tức là công ty mẹ của hãng Marvel, mới mua lại hãng Fox và qua đó đem bản quyền làm phim về các dị nhân X-Men trở về. Vì lý do này nên là sắp tới hãng Marvel có thể bắt đầu làm phim về các dị nhân X-Men và cho họ xuất hiện trong vũ trụ MCU cùng với nhóm Avengers. Rất nhiều fan siêu anh hùng cho rằng sau thương vụ này thì hãng Marvel sẽ dẹp hết dàn diễn viên X-Men cũ của Fox đi, tức là dẹp hết Hugh Jackman đóng Wolverine, James McAvoy đóng Charles Xavier, Michael Fassbender đóng Magneto, đấy, dẹp tất cả, trừ Ryan Reynolds đóng Deadpool, bởi vì anh này đang tạo được sức hút riêng, còn lại sẽ dẹp hết và tuyển diễn viên mới. Tuy nhiên bây giờ Quicksilver phiên bản Fox lại xuất hiện trong WandaVision, thì nó có thể nói lên rằng hãng Marvel không hẳn muốn đuổi hết dàn diễn viên của bên Fox đi. Mà nếu ngẫm kỹ lại thì điều này cũng hoàn toàn khả thi, bởi vì thứ nhất, dàn diễn viên này từng gặt hái thành công trong các phim X-Men của Fox và được nhiều người yêu thích rồi, nên là thuê tiếp họ thì sẽ lôi kéo được các khán giả trung thành này tới rạp. Thứ hai là bây giờ Marvel Studio và Disney nó thực là đã quá giàu và quá thành công rồi. Cái vũ trụ MCU của họ đã như một cỗ máy đi vào hoạt động trơn tru rồi, không cần họ lúc nào cũng chăm chút quá mức nữa. Marvel bây giờ hoàn toàn có thể tuyển diễn viên mới cho loạt phim X-Men mới, hoặc họ có thể mèo lười và xài lại diễn viên bên Fox. Thứ nhất là để đỡ tốn công casting, và thứ hai là để các diễn viên đó có công ăn việc làm, coi như là họ giúp đỡ các diễn viên này. Chắc chắn bây giờ Marvel dù có làm gì đi nữa thì khán giả cũng sẽ đổ xô đến rạp xem phim thôi, thế cho nên là họ không cần suy nghĩ quá nhiều. Rất nhiều fan của X-Men phiên bản Fox thì đang hy vọng rằng các diễn viên X-Men cũ có thể bắc cầu sang vũ trụ MCU và đóng phim tiếp, giống như là Quicksilver trong hai tập vừa rồi của WandaVision. Mình thì nói thật là thấy thế nào cũng được, hãng Marvel có thể tuyển diễn viên mới và reboot lại cái loạt phim X-Men, hoặc là họ cũng có thể tái sử dụng diễn viên cũ của Fox, kiểu gì cũng hay. Ngoài ra còn một điều thú vị khác nữa, nó nhỏ thôi nhưng mà mình vẫn để ý khi mà mình xem hai tập vừa rồi của WandaVision, nhất là khi mà mình thấy hai cậu con trai sinh đôi của Wanda và Vision trên màn ảnh. Khi mà mình nhìn cặp sinh đôi này thì mình đột nhiên liên tưởng tới một cặp sinh đôi khác cũng rất là nổi tiếng trên truyền hình Mỹ trong thập niên 80 và 90. Các bạn có đoán ra là ai không? Đó là cặp chị em Mary-Kate và Ashley Olsen. Hai chị em này là nhân vật chính trong series truyền hình rất nổi tiếng tên là Funhouse của Mỹ, và họ từng là biểu tượng của giới trẻ trong suốt thập niên 80 và 90. Tức là các bạn tưởng tượng họ giống như là sao Disney Channel kiểu Miley Cyrus hay là Selena Gomez trong thập niên 90 ấy. Và thật là trùng hợp, bởi vì sao? Bởi vì Mary-Kate và Ashley Olsen chính là chị ruột của Elizabeth Olsen, là nữ diễn viên đóng vai Wanda Maximoff trong WandaVision hiện nay. Đấy, khi mà mình nghĩ đến Mary-Kate và Ashley thì đột nhiên mình đặt ra một giả thuyết, đó là tại sao nhà sản xuất của series WandaVision này lại muốn tạo ra một cái series gợi nhớ về truyền hình Mỹ thời xưa? Tức là nếu Wanda muốn tạo ra một cái thị trấn ảo mộng dành cho mình ý, thì hoàn toàn cô ấy có thể dùng bối cảnh hiện đại, đúng không? Nhưng mà tại sao cô ấy cứ phải tạo ra một cái thứ như là kiểu chương trình truyền hình thời xưa để cho mọi người ở bên ngoài xem? Tại sao lại thế? Mình nghĩ là bởi vì nhà sản xuất WandaVision họ rất là thích cặp sinh đôi Olsen, tức là hai người chị của Elizabeth Olsen, và họ muốn bây giờ nữ diễn viên chính Elizabeth sẽ được đóng một cái series kiểu ngày xưa, kiểu thập niên cũ, giống như hai cô chị của mình.
Đấy, mình có một cái giả thuyết vui vui như thế. Ngoài ra thì trong tập 5 và tập 6 WandaVision vẫn còn rất nhiều thứ thú vị. Chẳng hạn như là trong tập 6 thì là lễ Halloween, cái trang phục của Wanda và Vision cũng như những cậu con và anh trai Quicksilver chính là trang phục siêu anh hùng của họ trong truyện tranh. Nếu mà chúng ta đọc truyện tranh thì chúng ta sẽ dễ dàng đối chiếu được và thấy rất là thú vị. Đấy, tức là trong hai tập vừa rồi của WandaVision thì ngoài nội dung hay sẵn rồi còn rất nhiều những cái thứ nho nhỏ thú vị khác mà nếu các bạn là fan của siêu anh hùng thì chắc chắn là các bạn sẽ rất thích. Ok, bây giờ đã nói xong về hai tác phẩm chính siêu anh hùng rồi, mình sẽ nói qua về một số bộ phim trên Netflix mà mình đã xem hết trong một tuần nghỉ Tết vừa qua. Trong video đầu tiên mình làm năm 2021 thì mình có nhắc đến cái series Fate the Wing Saga. Đó là cái series mà dựa trên bộ hoạt hình ngày xưa rất nổi tiếng trên Cartoon Network là Wings Club. Mình có nói đây là một trong những cái series phim mà mình muốn xem trong năm 2021. Và trong đợt Tết vừa rồi, cuối cùng mình đã ì ạch xem hết được 6 tập của cái series Fate này. Mình xin nói luôn là mình không thích cái series Fate này, không phải vì nó không hay, mà vì mình cảm thấy nó được khai thác không đúng với cái tiềm năng của nó. Nội dung của Fate thì xoay quanh một cô gái tên là Bloom, khi mà cô này theo học một ngôi trường dành riêng cho tiên nữ, tức là một cái ngôi trường phép thuật giống kiểu Hogwarts trong Harry Potter hay là cái ngôi trường đột biến ở trong X-Men ấy. Thường trong những cái tác phẩm như thế này thì sẽ phải xuất hiện song song hai yếu tố. Thứ nhất là yếu tố học đường, thứ hai là yếu tố phép thuật. Học đường thì gồm những chuyện như là kết bạn, học hành, hẹn hò. Phép thuật thì bao gồm những cái chuyện trừ gian diệt bạo, chiến đấu, đấy, vân vân. Nếu cân bằng được cả hai yếu tố này thì sẽ tạo ra được một tác phẩm rất đắt giá, bởi vì nhân vật chính vừa có siêu năng lực rất là ngầu mà vừa lại dễ liên hệ với khán giả trẻ, bởi vì họ cũng đến trường, họ cũng kết bạn các thứ. Như Harry Potter là một ví dụ rất là điển hình. Vấn đề là cái series Fate này nó có thời lượng quá ít, nó chỉ có 6 tập thôi. Mình nghĩ đây là điểm mấu chốt khiến cái series này không được như mình kỳ vọng, bởi vì chỉ với 6 tập thì nó không thể khai thác hết được cả hai yếu tố học đường và yếu tố phép thuật. Chưa kể nếu nó chỉ có một nhân vật chính thì còn đỡ, đằng này nó có cả một nhóm nữ sinh. Mỗi nhân vật trong số đó đều có hoàn cảnh riêng, tính cách riêng, năng lực riêng, phát triển hết bọn họ trong khi vẫn phải song song thúc đẩy cái mạch truyện trừ gian diệt bạo. Đấy là một điều cực kỳ quá sức nếu mà chỉ có 6 tập thôi. Và kết quả cuối cùng đúng như thế thật. Cái mạch truyện của series Fate này diễn biến rất nhanh, rất ảo ạt, nó không có sự bồi đắp, không có sự tiến triển trơn tru. Các nhân vật thân nhau cũng nhanh mà ghét nhau cũng nhanh, và cái lý do họ thân hay là ghét nhau thì nó không hợp logic lắm. Rất là đáng tiếc vì cái series Fate này nó không được như mình kỳ vọng, và nó mình cảm thấy cũng không thể đặt cạnh cái tượng đài tuổi thơ là series Wings Club ngày xưa. Nhưng mà tất nhiên đây là ý kiến cá nhân của mình thôi. Mình thì khá khắt khe khi mà mình xem phim, thế cho nên có thể mình đang đánh giá nó theo một cách khá là khó tính. Sau khi xem xong cái series Fate này thì mình có lên mạng và mình trao đổi với một số bạn khác cũng là fan của cái series hoạt hình Wings Club. Và các bạn ý tỏ ra rất là thích cái series Fate này. Thế cho nên nếu các bạn hứng thú với cái series này thì mình khuyên là vẫn nên thử xem tập 1. Và nếu các bạn thấy thích thì xem tiếp, nếu không thì thôi. Ở cuối video này thì mình muốn nói đến một bộ phim lẻ trên Netflix mà mình đã xem. Nó có đạo diễn, diễn viên chính và nhà soạn nhạc trùng với một series mà mình cực kỳ thích và mình cũng từng phân tích ở trên kênh YouTube này rồi, đó là series Euphoria. Tên của bộ phim này là Malcolm and Marie, và mình phải nói luôn đây là một bộ phim khá kén người xem. Nó khá nặng tính nghệ thuật, nó khá nặng tính triết lý, xã hội. Thế cho nên nếu các bạn không thích xem những cái kiểu phim này, hoặc là nếu các bạn không muốn xem nó khi mà bắt đầu đi làm lại sau dịp Tết, thì mình khuyên là nên bỏ qua phim này và để dành khi khác xem nó. Đây là một bộ phim đen trắng và chỉ có đúng hai nhân vật thôi. Trong đó anh chồng tên là Malcolm thì là một nhà sản xuất phim và là một đạo diễn phim vừa ra mắt một bộ phim rất thành công. Còn cô vợ tên là Marie thì là một diễn viên nghiệp dư. Tuy nhiên vấn đề là cuộc đời của cô ấy lại là nền tảng để anh chồng làm nên cái bộ phim thành công vừa ra mắt. Bộ phim đặt vấn đề khi mà anh chồng ra mắt bộ phim xong thì trong bài phát biểu sau khi phim chiếu lại quên cảm ơn người vợ là người quan trọng nhất. Điều này khiến cô vợ Marie rất là tức giận, và sau khi về nhà thì tranh cãi nổi lên giữa hai người rất là gay gắt, và họ cãi nhau về đủ thứ, từ tình yêu tới nghệ thuật tới phim ảnh các thứ. Bộ phim này không những đen trắng, không những chỉ có hai nhân vật mà nó toàn nói chuyện từ đầu đến cuối. Thế cho nên như mình nói, nó là một bộ phim rất là kén người xem. Tuy nhiên bộ phim này vừa ra mắt ít lâu thôi nhưng đã được đề cử tại một trong những giải thưởng danh giá, đó là giải Critics' Choice Award. Điều này chứng tỏ đây là một bộ phim khá hay, khá ý nghĩa.
Và nếu các bạn là fan của cái thể loại phim như kiểu phim tranh giải Oscar ấy, thì mình khuyên là các bạn nên dành thời gian để xem phim này, bởi vì thực sự là nó rất hay. Hơn nữa, diễn viên nữ chính trong phim này là Zendaya. Zendaya bây giờ mình cảm thấy là ngôi sao có sự nghiệp diễn xuất vững chắc nhất trong dàn sao nữ Disney ngày xưa. Mình thấy trong những sao nữ Disney ngày xưa thì hầu hết đều không theo con đường đóng phim nghiêm túc, như là Miley Cyrus, Selena Gomez hay là Demi Lovato thì đều theo ca hát, hay là những người khác như Bella Thorne hay là Lindsay Lohan thì sa đà thác loạn. Gần đây thì có Vanessa Hudgens là chị đóng Gabriella trong High School Musical, và Brenda Song thì có nhen nhóm quay trở lại cũng với vài bộ phim của Netflix nhưng mà chưa tạo được tiếng vang, tức là chỉ có mỗi Zendaya là bây giờ đang vững bước nhất. Đây là một bộ phim mang hơi hướng người lớn, nên là nếu các bạn là fan của Zendaya và muốn thấy bạn ý thử sức trong một bộ phim kiểu 16 cộng thì mình khuyến khích hãy xem thử Malcolm and Marie. Ok, vừa rồi là ý kiến cá nhân của mình về một số sản phẩm phim ảnh đáng chú ý mà mình đã xem trong đợt nghỉ Tết vừa rồi. Trong đó thì có trailer của Justice League phiên bản Snyder Cut này, có hai tập của WandaVision này, có series Fate the Wing Saga và phim Malcolm and Marie ở trên Netflix. Đấy, có 4 phim tất cả. Nếu các bạn đã xem 4 thứ mà mình vừa nói và có đóng góp gì thì hãy comment bên dưới cho mình biết. Và nếu các bạn thích video này thì hãy ấn like và subscribe trang YouTube của mình để đón xem các video sắp tới. Ok, tạm biệt và hẹn gặp lại nhé.